Rồi em xin chào tất cả anh em bà con cô bác mình nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Tin Sắt Đức Thắng nha anh em. Em với đứa cháu lần này tên Nhớ nè. Nhớ độ. Nhớ độ. Em lên giúp cho anh em một cái con Kubota E8. Ngoại hình của em nó thì gì đây? E8 cái tem còn rất là sáng, rất là mới luôn nha. Tình trạng là máy chui lũi nha anh em. Máy trên bãi là cái máy này người ta kêu máy chui. Nó không có thùng dầu. Còn bu ly, còn bu ly dính máy thì nó còn nguyên nguyên bản luôn anh em, gánh B. Nhưng mà hai gánh nó ngộ vậy nè, gánh nhỏ gánh lớn. Cái này em suy nghĩ là nó thiết kế nó có chế độ mà dây chậm lẹ, em nghĩ chắc này để cho mình dễ đấu bu ly nè. Còn máy nó thì cái này là nó nguyên nghiêm chỉnh, nguyên toàn tập nha anh em. Dòng này thì anh em ơi ơi cho không biết nó để ra tí xíu nha, để mở nắp nước cho anh em bà con cô bác mình coi ha. Cái này là cái két nước của nó đây, đặc biệt là két nước này nó rất là dày, nó dày dường như là vô đói luôn á, dày dữ lắm vậy. Mà cái này nó còn đủ, nói chung là chưa có dấu hiệu gì mà ảnh hưởng gì đó anh em. Nó chốc mới vài miếng mà nó lòi cái miếng thau nó ra gì nè. Đây còn là cái boe nữa, cái bộ lọc gió của nó nè. Cái này bằng giấy là hoàn toàn tụi em chưa can thiệp gì hết luôn á, nghiêm chỉnh, không có rửa gáy gì chân, nói chung là nó còn cho em luôn. Này nó gì nè, nó zin nguyên bản nha anh em. Còn cái dòng máy này thì để em nói anh em mình, anh em nào có xài thì anh cũng cảm nhận nó được ha. À, nhất thứ nhất đứng đầu bảng em nghĩ là chỉ có Kubota, thứ hai nó là NF nha. Hai cái dòng đó nếu anh em có điều kiện thì anh em cứ sắn hai cái dòng này rồi cháu nghe con trai là anh em xài là chắc chắn là siêu rồi. Trời ơi, mấy đêm đi giữ gì ta, chắc chắn là siêu bền luôn. Cái này con nhét vô tí nhớ rồi, nó rịn dầu rồi con. Có cái này cha đang nói chuyện con, đừng có ấy, đợi cha tí nè. Còn cái này là cái bộ lọc dầu của nó anh em, cái này là em tiệm em đã thay rồi ha, bị cái lọc dầu cũ nó quá trời đen rồi, sợ nó không có, nó dầu nó không có qua được. Còn cái ly dầu thì mấy bộ phận này zin hết ha. Còn tình trạng của em nó là gì đây, nói chung là zin toàn tập, mấy cái này em hoàn toàn không có gớ động gì luôn anh em, zin nguyên si. Anh em nào có từng xài Kubota thì biết ha. Có nhiều cái máy mà anh chị mình hoặc là cô bác ông bà trước mà mua có khi là mười mấy hai chục năm anh em vẫn chưa sửa đó. Dạ chưa. Ừ, cha biết rồi. Con này là con gì? Con nói cha không biết là con sâu quá, con đừng có chơi nó. Rồi để em nhờ đứa cháu là Nhớ nó gọi cho quay test thử cho anh em mình ha. Trời, nhỏ quay tay chân máu me không. Cái dòng này là chạy Gamti không đối thủ anh em. Em khoái nhất cái dòng cái bánh dấn nó bự, nó Gamti một cái nữa thịt. Không biết diễn tả hay sao luôn. Quá dữ luôn. Cái này anh em mua về bơm nước nè là cực kỳ đã luôn, bị nó thao dầu dữ lắm. Nói anh em là anh em mua một, nếu mà anh em xài mà đắp nhiều ha, chắc chắn cho anh em mua một, xài một năm tính ra cái tiền dầu nó lời so với máy đề, là anh em lòi ra mua đủ một cái máy đề đó. Thứ nhất là lợi dầu, thứ hai là rất nhạy, thứ ba là cái vụ bền. Anh em mua cái máy này thì anh em an tâm, là vấn đề là anh em cứ ngủ ngon thoải mái luôn, cứ đổ vô cái can nhiều nhiều tí xíu, còn nước thì châm vô cái rồi anh em cứ giật đi ngủ. Anh em để cái, nếu mà cái can bự chừng 3 ngày sau ra cái máy vẫn chạy là tịch, hoàn toàn nó không có thay đổi gì. Còn anh em xài cái D6 chừng 3 ngày sau ra anh em nhìn thấy cái máy nó nước ngập máy. Nước lên ngập máy, bị trời mưa gì cái ống vô nước ông chết beo thì không đâu, ông chạy ông chết bất tử. Trời ơi nó Gamti, thì con nhóm ra lên cho bà con mình coi nhớ.
gió hú không mình nghe cũng đã nữa. Rồi ok con trai. Rồi tắt luôn đi con. Rồi em cũng xin báo giá cho anh em cái máy này luôn ha. Cái này là em nhắc lại Kubota EA 8 chuỗi, là giá là 7,6 triệu, phí ship là 400 ngàn. Còn phương thức thanh toán thì rất đơn giản anh em. Anh em cọc đúng cái tiền phí ship. Phần còn lại là khi máy nhân viên giao hàng, cha nói đợi cha tí xíu nè, không có được hỏng gì nè. Nhân viên giao hàng đến nơi thì anh em cứ kiểm tra máy ha. Kiểm tra máy rồi test máy rồi anh em thanh toán với shipper. Cái này cái số seri nó nằm đâu nhớ. Để em kiếm cái chỗ số seri để cho anh em mình coi, để tránh tình trạng mà nó bị nhầm lẫn ha. Nhầm lẫn. Như là nó hình lên bánh chớ hay gì đó. Bắt nhớ là nó có một chỗ. Có một chỗ là nó. Cái này đi anh em ơi. Anh chơi vô cái góc này đi. Mà chắc chắn với anh em là không có lộn được. Thứ nhất là nó có nhiều cái để mà anh em phân biệt nè. Thứ nhất là cái sóng của máy này nó rất là đẹp nè. À, cái boe nó boe gì ha, cái mình nó ngoại hình nó dốc một lỗ ít trên đây nè. Rồi em xin báo giá lại ha, cái này em bán anh em là 7,6 triệu, phí ship là 400. Còn anh em bà con cô bác mà muốn cần thêm thông tin về máy nổ bên cửa hàng bên em á, nhờ anh em vào kênh Chăm Sóc Đất Thắng đăng ký nha. À, khi em với mấy đứa cháu ở đây có lên được cái dòng máy nào thì anh em dễ dàng lựa chọn cho mình một cái máy ưng ý. Ví dụ như cái máy này em nói ví dụ đi, trường hợp anh em không vừa ý anh em cho qua thì em lên cái máy khác, nó vừa với túi tiền chứ vừa cái nhu cầu mình xài cái máy đó thì anh em mua. Rồi em cảm ơn anh em đã xem hết video của em ha. Em rất mong nhận được sự ủng hộ của anh em cũng như bà con cô bác cần xa ha. Em chúc anh em có một vụ mùa thật là bội thu anh em ơi. Chào anh em.